Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một bài giãn cho phần cơ ngực. Và cái bài giãn này thì mọi người sẽ thực hiện sau buổi tập. Để thực hiện thì mọi người sẽ cần một cái rack như thế này. Cách thực hiện cũng rất là đơn giản thôi, mọi người sẽ đưa cái tay lên trên cao và sẽ đưa dần cái phần thân trên của mọi người về phía trước. Lưu ý ở đây chúng ta sẽ đưa rất là chậm để cảm nhận cái phần cơ ngực của chúng ta được giãn ra. Vì đối với một số người mà linh hoạt vai không đủ thì cái quãng đường đi sẽ rất là ngắn, cho nên là mình cần mọi người ở đây sẽ đưa rất là chậm và cảm nhận cái lực giãn ở ngay phần cơ ngực. Và với bài giãn này thì chúng ta sẽ giữ tại cái điểm ngực giãn nhất trong khoảng từ 15 đến 20 giây.